Sáng ngày 23 tháng 8, trên địa bàn xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một cụ ông 71 tuổi tử vong. Theo nhân chứng, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, một cụ ông 71 tuổi chạy xe máy từ trong nhà người thân trên đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ ra đường. Tuy nhiên, mặt đường Bình Mỹ cao hơn nền của căn nhà nên khi chạy ra, xe bị tuột xuống. Lúc này, cụ ông tăng mạnh ga để lên dốc thì bất ngờ chiếc xe phóng thẳng ra đường rồi va chạm với một chiếc xe tải đang chạy. Hậu quả, cụ ông tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Người nhà cho biết, nạn nhân chạy xe qua rủ người thân đi đám tang thì xảy ra sự việc. Tới gần 13 giờ chiều, hiện trường được công an xử lý xong.